Chú ơi, chú. Gì thế bà? Tôi nhờ chú tí. Bà nhờ gì ạ? Bà thằng cháu tôi nó bán sản phẩm dược liệu nhưng ế quá. Chú cầm tiền này ra mua hộ chú nó một bánh giúp tôi cho đỡ tội nhá. Ba đứa nào bà? Ba thằng kia kìa. Chú yên tâm đi, tôi không lừa gì chú đâu. Chú giúp tôi đi. Vâng. Các cháu bán sản phẩm gì đấy? Dạ, sản phẩm thảo dược chú ạ. Đây mời chú xem ạ. Sản phẩm thơm không? Dùng có tốt không? Úi dồi, dùng thích lắm chú ạ. Đây là sản phẩm handmade, bọn cháu tự sản xuất bằng các loại thảo dược thiên nhiên từ địa phương. Đây chú này, đây là mùi tía tô này. Đây là mùi cam xả đấy. Đây là mùi bạc hà. Đấy, chú ngửi xem chú thích mùi nào ạ. Đây, chú lấy bánh này. À, dạ vâng. Chú ơi, chú có mua thêm để làm quà không chú? Cứ tặng mỗi nhà một bánh, dùng vừa rẻ vừa tốt đấy chú ạ. Chú dùng thử đã. Vâng, chú dùng mà thấy tốt thì quay lại ủng hộ bọn cháu nhá. Ok. Dạ vâng, cháu gửi chú ạ. Mà tiền chú gửi. Dạ 30.000 ạ. À vâng. Để. Ơ chú ơi chú, tiền thừa. Thôi, cứ để đấy. Dạ. Ờ. Cháu cảm ơn ạ. Cháu cảm ơn ạ. Mở được hàng rồi. Bảo rồi, kiểu gì cũng bán được. Tao cứ tưởng là ế cơ. Ế thế nào được mà ế. Ây, hôm nay ăn sang thế. Cái thằng này, có ăn là tốt rồi. Thịt gà làm cái gì? Để mà bán chứ để. Bà bảo thịt đấy. Có gà mái, cả tuần nay nó chẳng đẻ. Cứ bà bậm bạch ấy, thịt đi của nó gầy. Bỗng bà bự bạch, con phải đuổi hết cả hơi mới bắt được đấy. Thì thôi, đằng nào thịt rồi, ăn đi. À bà ơi, hôm nay bọn con có tin vui đấy bà. Mở hàng bán được hẳn một bánh xà phòng. Ừ, thế là tốt rồi. Vậy. Này, cả làng người ta đồn chúng mày đi bán hàng rong đấy. Úi giời ơi, kệ người ta nói gì thì nói bà. Bọn cháu mà đã quyết á, là theo đến cùng. Ừ. Mà đừng có nản, hiểu chưa? Dạ. Bà cố gắng nuôi ba thằng. Mai cái chúng mày giàu, nuôi lại bà nha. Bà yên tâm, sắp rồi. Con mời bà miếng đùi, bà ăn cho khỏe. Ăn đi. Dạ vâng. Con mời bà. Thằng này, ăn ít độ thôi, ăn nhiều thịt vào. Ờ, này, làm miếng phao câu cho trơn mồm đi. Ông nói càng ngày càng chậm đấy. Tao không ăn phao câu đâu. Mày thích ăn phao câu, mày lại gắp cho người. Chỉ mày hiểu tao thôi. Tao biết được. Con mời bạn. Bạn đi ăn đi bạn. Tao thì thất nghiệp, xong người yêu bỏ. Thằng Tiến thì bỏ vợ. Lương người bà uống. Anh em mình bây giờ chả có gì ngoài có nhau. Ở cái làng này các anh nổi tiếng là bộ ba ăn hại. Nhốt nó lại. Không cho thằng Thắng giao du với hội thằng Hưng thằng Tiến nữa. Chúng mày phải tách nhau ra thì chúng tao mới sống được. Anh định lấy tiền của em cho ông Hưng chứ gì? Bỏ Quách nó đi. Giờ chọn đi, tôi hay hội bạn của anh? Tao không có đứa con như mày. Cút. Ba mình đã đen lại còn nhỏ. Chúng mày, tao mà biết chúng mày lấy trộm vàng của vợ mới đi về lãi. Tao đã. Đã thế anh mày lại khởi nghiệp tiếp. Điên à? Hai thằng chúng mày bó đâu ra tiền? Em vẫn còn tiền để dành á. Còn anh em mình coi như là mở một công ty, mua đứt luôn cái vườn dược liệu, mua luôn ký ốt, bán xà phòng. Thôi, đừng mộng mơ nữa, ông đi nấu cơm đi. Cái việc làm xà phòng này, nó là tâm huyết của tao đấy. Kiểu gì tao cũng sẽ không bỏ đâu. Vì anh em, nhất định tao sẽ cố gắng. Anh bán xà phòng handmade, được làm 100% từ thảo dược quê hương em ạ. Em mua về để dùng với cả làm quà
thích lắm. Sao xà phòng của anh trông lạ thế? À, bên ngoài mộc mạc đơn sơ, bên trong chất lượng bất ngờ. Em nha, nhìn xà phòng của anh thế này thôi, nhưng mà dùng thích hơn cả xà phòng công nghiệp em ạ. Thế anh bán cho em một bánh nhá. Em mua à? Vâng. Ừ, hay là em mua thêm đi. Em mua thêm về để tặng gia đình với cả người yêu nữa. Em làm gì đã có người yêu? Mà xà phòng nhà anh có bị dị ứng không? Da của em nhạy cảm lắm ý. Em ơi, xà phòng nhà anh trị được cả ghẻ lở, hắc lào với cả hôi nách nữa đấy. Đúng rồi. Em dùng cái là có người yêu ngay đấy. Tốt thế thì các anh giữ lấy mà dùng. Ờ. Chị đã bảo là chị đang đi chơi, không có việc gì gấp thì đừng có gọi cơ mà. Cái gì hết? Túi có với khay khảm chai chị đặt rồi, chiều hàng về. Xà phòng với dầu dừa thì ở trong kho vẫn còn đấy. Mà ngày kia chị về chắc sẽ có thêm mấy mẫu bình gốm mới. Các em dọn dẹp kệ để chuẩn bị chỗ để đi nhá. Ừ. Ôi, có cửa, có cửa. Có vẻ sộp đấy. Đi. Em chào chị ạ. Em chào chị ạ. Ai kết ta được. Ôi, xin lỗi. Không sao. Chị ơi, bọn em bán xà phòng thảo dược. Mời chị xem qua ạ. Xà phòng handmade à? Ui, đúng là chuyên gia có khác, nhìn phát biết luôn. Nhiều người cứ tưởng bọn em bán bánh ngọt đấy. Có gì đâu mà không nhận ra. Trông hơi mộc, nhưng mà cũng thơm đấy. Ôi, dùng rất thích đấy chị ạ. Xà phòng bọn em là 100% từ thảo dược ạ. Thế à? Sao bọn em lại phải đi bán rong mà không ký gửi hàng vào mấy cửa hàng kia? Ui, bọn em cũng mới bán. Với lại là nếu ký gửi ở những chỗ này, người ta lại bắt trích phần trăm. Nếu mà tương lai xà phòng phát triển là bọn em cũng muốn thuê một cái kiosk nhỏ đấy ạ. Việc gì khó thì phải tìm cách chứ. Tôi xin được có tí đá đấy à? Đây đồng khách, còn mỗi thế thôi. Đồng khách thế mà cả ngày bán được có 2 bánh. Ôi, chả ăn thua lắm nhỉ. Ơi, tao biết rồi. Để đói chứ gì. Để tao về nấu cơm. À, hai thằng đây rồi. À, chú. Chú tìm chú mày ở trong kia. Ra đây mới gặp. À, chú tìm cháu có việc gì đấy? Chú đến gửi tiền mấy cái bánh xà phòng hôm qua chú lấy. Ôi thôi, mấy cái bánh đấy là cháu tặng chú để nhờ chú quảng cáo mà. Chú lấy của chúng mày làm gì? Chú gửi tiền này, khách họ khen, chú lấy nốt chỗ còn lại. Chú mua hết chỗ này á? Ừ.